thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chí, giữa đêm lòng ích kỷ hại nhân. Ôi đời yểm cựu nghinh tân, rùng rùng xóa bỏ Phật thần tánh tiên. Ok, xin mời Hồng Quang nha. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý đồng đạo. Xin lỗi hồi nãy bị mất sóng, cái gì tự nhiên nó mất sóng. Bây giờ tôi xin chia sẻ bốn cái câu ở trong cái bài Thu Đã Cuối. Thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chí, dội đem lòng ích kỷ hại nhân. Ôi đời yểm cựu nghinh tân, rùng rùng xóa bỏ Phật thần thánh tiên. Thì Đức Thầy nói là thấy tăng sĩ. Tăng sĩ ở đây cũng là một cái danh xưng của Đức Thầy. Thiệt thà, thiệt thà là tức là chất phác, nhưng mà hữu chí là có cái chí lớn. Thấy cái bề ngoài của Đức Thầy đó là cái người thiệt thà, mộc mạc, chất phác, nhưng mà Ngài là cái người có cái chí lớn. Ngài nói vậy đó, thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chí. Thì đối với cái cặp mắt mà cái người chưa có giác ngộ cái đạo lý, thì nhìn cái bề ngoài của Đức Thầy thì cũng giống như cái người bình thường thôi. Và cái bởi vì thật thà là Ngài đó là rất là cái phong cách rất là hiền, xem như là cái người thật thà hữu chí, nhưng mà Ngài có cái chí lớn, ít có ai biết cái chí lớn của Ngài. Cho nên là dội, dội tức là dội dàng, dội đem lòng ích kỷ hại nhân. Dội dàng tức là mình đâu có nhận xét được biết Ngài là Phật, cho nên những cái người này nè, người ta không có biết Ngài là Phật, cho nên dội dàng, không có chịu nghiên cứu, không có chịu tìm hiểu cho kỹ. Bây giờ mới đem lòng ích kỷ. Ích kỷ đó là vì mình, vì cái lợi ích cho mình. Hại nhân là hại người khác. Thì có những cái số người mà thấy cái sự ra đời của là người ta nó vừa khinh khi mà người ta vừa ghét, cho nên là người ta đem cái lòng mà muốn hãm hại Đức Thầy, dội đem lòng ích kỷ hại nhân. Hại nhân là vì cái lợi ích riêng cho những người đó. Đôi khi người ta cũng đi mật báo với người Pháp để cho người Pháp làm khó làm dễ Đức Thầy. Cái ý của Đức Thầy nói cho biết vậy đó. Dội đem lòng ích kỷ hại nhân là vì cái lợi ích riêng mình, để được cái người Pháp đó, người ta ban thưởng cho một cái chút lợi lộc gì đó, nhưng mà để hãm hại Đức Thầy. Dội đem lòng ích kỷ hại nhân. Ôi là cái than, tiếng than. Ôi đời là ở thế gian này yểm cựu nghinh tân. Yểm cựu nghinh tân tức là bỏ đi cái nề nếp của cái thuần phong mỹ tục tốt đẹp của cái giống dân Hồng Lạc mà đã có từ ngàn đời, là đã có từ xưa. Rồi nghinh tân, nghinh là tiếp đón, tân là mới, tân là mới. Thì tức là cái người Pháp khi mà họ xâm lăng đất nước Việt Nam, họ cai trị đất nước Việt Nam đó, họ đem cái nền, cái cặn bã văn minh, cái vật chất vào để mà quyến rũ những cái người thiếu thiếu hiểu biết, thiếu đạo lý, ùng ùng mà chạy theo cái người Pháp đó, mà bỏ đi cái nền xưa nếp cũ của cái giống nòi. Đức Thầy than vậy đó. Ôi đời yểm cựu nghinh tân, là những cái người ở thế gian cái lúc này đó, cái lúc mà Đức Thầy ra đời nè, người ta đó là cái đạo lý làm người tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà chạy theo để nghinh đón ra cái nền văn cặn bã văn minh của cái người Pháp. Đức Thầy nói rùng rùng xóa bỏ. Rùng rùng là tức là cùng với nhau, hùa với nhau đó. Rùng rùng đó là kéo ngay với nhau để mà xóa bỏ Phật thần thánh tiên. Xóa bỏ tức là không có kể, không có nghĩ đến Phật thần thánh tiên, là những cái bậc mà có đấng thiêng liêng đã đắc đạo rồi đem cái lời tốt đẹp chỉ dạy ra nè, mà không nghe, mà ùng ùng chạy theo
cái người Pháp để tiếp nghinh cái văn minh vật chất của cái người Pháp. Thì cho nên là bỏ đi cái đạo đức, cái nề nếp tốt đẹp của cái giống dân Hồng Lạc. Thì để tóm lại, Đức Thầy nói là có một cái số người khi mà Ngài ra đời đó, người ta là thấy cái bề ngoài của Đức Thầy đó, là người ta nghĩ Đức Thầy cũng là một cái người bình thường như bao nhiêu người khác, hay là còn tệ hơn những cái người khác. Cho nên là do cái người ta không có chịu tìm hiểu cho kỹ từ cái lời nói và cái việc làm của Ngài, để biết Ngài là một cái vị Phật lâm phàm. Nhưng mà đằng này thì người ta không có làm như vậy, mà người ta lại còn trở lại người ta khinh khi Ngài, rồi dội đem lòng ích kỷ hại nhân vì cái lợi ích riêng. Là người Pháp cho họ cái lợi lộc, họ sẵn sàng để tìm đủ mọi cách để hãm hại Đức Thầy. Mà cho nên là Đức Thầy đó phải rời bỏ nơi nơi quê hương, nơi mà Ngài đã ra đời khai đạo, bây giờ phải luân lưu khắp đó đây. Cho nên là dội đem lòng ích kỷ hại nhân, ôi đời yểm cựu nghinh tân, là Ngài bỏ đi cái nề nếp, cái phong tục tập quán tốt đẹp của giống nòi, mà bây giờ chỉ đi nghinh đón cái người Pháp đây, nó đang xâm lăng đất nước mình đây, để mà nó ban cho những cái cặn bã văn minh, cái vật chất, làm cho cái suy đồi cái đạo Pháp, rùng rùng xóa bỏ. Rùng rùng là tức là ồn ồn chạy theo cái người Pháp, xóa bỏ tức là không có nghe cái lời chỉ dạy của Phật Thánh Tiên và các cái bậc đã liễu đạo rồi, đem cái lời quý báu mà chỉ dạy mà người ta không có nghe. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, qua bốn câu của Văn Hoài Chánh Pháp hỏi, cái hiểu biết của tôi trình bày như trên. Bây giờ xin trả biết lại quân tư, đồng thời mời các cái vị khác lên góp ý thêm để cho đề tài được phong phú hơn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Năm lượt xin đảnh lễ chào đạo tràng và chư quý vị. Kính thưa quý vị, chú Tư nãy hỏi rồi giờ chú Tư đi ra tuốt rồi. Năm lượt cũng xin trả lời lại chú Tư nãy hỏi về tư tính. Chú Tư ra rồi thì bây giờ cũng nói cho anh em hiểu luôn, hồi nãy có cái gì Thế Linh hay gì đây cũng hình như biết còn trong này không à, cũng à, Thế Linh rồi à, cũng hỏi Quỳnh Tư đó à, tư tính đó thì lúc này nắng như lắm quý vị, mà mấy người mà bị nắng nóng này là thường thường là trở lại cái bệnh gọi là tâm thần á, Quỳnh chỉ có la thôi chứ không có gì khác hơn. Mà khi mà la xong rồi đó, khi đang la thì không có quậy quạng gì, chỉ cái là la thôi rồi mình lấy khăn mình đậy miệng lại thì cái la nghe nhỏ lại rồi hết la. Thì hỏi huynh thì huynh nói tự ở trên trời thấy cái gì đâm xuống vô ngực chịu không nổi, có nhiêu thôi à, chứ huynh không có làm gì khác hơn. Rồi đi xuống dưới Long Xuyên đó, cái khoa tâm thần mà ông Phong đó, ông đưa thuốc uống, giờ nó ổn định lại, nó ổn định lại vậy thôi, không có la nữa. Nhưng mà thân thể thì nó cũng khỏe lắm, ăn uống cũng bình thường quý vị. Thì đó về nói về nãy hỏi thăm chú Tư năm được không có chát chữ hoài năm được dở lắm, ví dụ thành thử đánh lên nó cũng lộn xộn, thành thử năm được chính giơ tay lên để nói lời khúc đó thôi, là để trả lời vậy. Mà chú Tư thì ra rồi thì cái bệnh tâm thần thì thường mùa nắng này nó ưa tái phát lắm. Kính thưa quý vị, đó là cái chuyện chú Tư đã hỏi với Thế Linh đã hỏi, thì năm được chỉ trả lời cái bệnh tình của Quỳnh Tư. Sẵn đây năm được cũng sự thấy hiểu biết của mình trong cái bài, trong cái bốn câu hỏi của dân chánh pháp, dân hoài chánh pháp hỏi bốn câu, mình đóng góp thêm nghe huynh Hồng Quang. Cái này cũng như mỗi người thấy một cái ý, cũng như qua câu hỏi này thì trong bài thu đã cuối. Nói tới bốn mùa thu rồi thôi, cái này khỏi thì chỉ luận năm được thì thấy câu nào thì nói câu đó, khỏi nói trước nói sau. Thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chí thì huynh giải rất hay. Thấy tăng sĩ là cũng chỉ cho tăng sĩ là chỉ là thầy đó quý vị, dội đem lòng ích kỷ hại nhân. Thì thầy ra đời thì huynh Hồng Quang nói rất là rõ, rất là hay vậy đó. Năm được chỉ thấy cái ý chỗ của hai câu sau thôi,
gọi là ôi đời yểm cụ nghinh tăng, cái chỗ ôi này có quay cho có phẩy nữa có gì là than thôi, yểm cụ nghinh tăng rồi rùng rùng xóa bỏ Phật kìa, thần thánh tiên. Thì chỗ này chỗ thấy của năm lượt xin đóng góp thêm một ý nữa là gì, ôi la là thầy than than cho cái đời này nè, chứ không phải là thầy nói về thầy đâu, than về cái đời này đó. Yểm cụ nghinh tăng là chạy theo cái đời mới, đời mới là nói cái hiện tại này, là yểm cụ cụ là chỉ cho cái người xưa, là huynh nói rất hay. Rồi nghinh tăng là chỉ cái hiện tại, ở đây nói tới hiện tại. Nghinh tăng là đón tiếp những cái chuyện vật lạ mới không à. Cũng như ở đây năm được ví dụ hai cái, xưa thì đi bộ ai có xe đạp là quý rồi, bây giờ lên du lịch không à đó. Còn xưa là muốn muốn đi tới đâu á, muốn đi tới đâu nói này nói kia, thì bây giờ nó có điện thoại, mà điện thoại bây giờ nó có điện thoại là rất là siêu đúng quý vị. Ví dụ quý vị xài cái đời tân tiến này bây giờ quý vị thấy biết rồi đó, nghe nói chứ bên Việt Nam mà chưa thấy, mà hình như là có Việt Nam có xài, thì đại gia mới có xài, cũng như điện thoại của Nhật đó, mình điện ở đây và thấy hình lên kia luôn đó. Thì cái này bây giờ năm được thì chưa có thấy, mà nghe nói có là bên Nhật rồi. Hồi xưa đi bộ lại cho hay không, mà còn bây giờ là bị cái này nè, mà trong điện thoại nó có cái mê nữa đó, thưa em chỉ không, trong điện thoại nó có cái mê, mà mê theo cảnh vật rồi là mình bấm ở trong đó hoài, đâu có nhớ cầu niệm Phật mà nó thanh tịnh được. Thì Đức Thầy mới than cái chỗ là chạy theo cái đời mới văn minh không à, rồi nó sung sướng con người không có trở về niệm Phật hay là giữ tâm thanh tịnh được. Thầy theo chơi tâm được thấy cái chỗ này nó vậy đó, thầy than bởi vì ông thầy mình là ông Phật xuống đây ông chỉ dạy cho cái tâm thanh tịnh, mà mình chạy theo ba cái đời mới này nó có cái mê đó, trong đó bấm lên nó đủ thứ hết trơn quý vị. Bởi vì thấy mấy đứa trẻ nó chơi trò này trò kia, đua xe gì đủ chuyện, đá banh bóng đá gì thứ gì cũng có trong đó hết, mà cái điện thoại xịn ra nha, còn điện thoại thường thường thì chỉ gọi thôi chứ không có được cái đó. Điện thoại mà nó bấm nó quẹt thì đó năm được thấy đó. Thì chỗ này năm được nó cũng gọn gọn thôi, là yểm cụ nghinh tăng là chạy theo cái đời mới này, cái tâm nó điên đảo hết trơn à, bởi vì trong đó nó có cái mê, nó đủ chuyện rồi đó. Mà gợi cái ý gì quý vị cũng nắm ha, rồi rùng rùng xóa bỏ Phật thần thánh tiên. Chỗ này là mỗi một chữ là Phật là phải cái, là thần phải cái, là thánh phải cái, là tiên. Quý vị thấy cái chỗ này không có trở về cái chỗ mà ngôi thánh Phật thánh tiên được. Bởi vì Phật thánh tiên là gì, thánh đó là cư trần bất nhiễm, Đức Thầy nói là người thánh lẫn tục, đừng mê ở trong cái tục này mà đừng có mê thì chứng liền ha. Bởi vì tiên á là con người mà lên tiên là lên cấp rồi, lên thần là cấp rồi đó, rồi lên tiên là cấp nữa, mà tới thánh này cấp nữa là cái cấp là coi như là người ta gọi là thượng đẳng rồi đó. Mà cái chỗ này á, ngặt cái nó mê đi xuống không, nó không có đi lên, bởi vì mê, con người mê thì nó sanh ra là đủ chuyện, còn con người tỉnh mà giác ngộ thì nó không có cái chỗ này nữa. Thành thử Đức Thầy mới dạy là cư trần bất nhiễm là người thánh lẫn tục, đừng mê ở trong tục này, đừng mê thì chứng bậc hiền. Còn trong Nguyễn Năm Thầy nói á, là thân ti cõi tục, cái thân mình còn ở tục đây này quý vị, mà cái tâm á, nó lìa cõi mê, thân ti còn tục mà tâm lìa cõi mê, mà ngặt cái mình mê hoài đây nè, thân thể tục mà cái tâm thì mê nữa, thì này nó đọa lạc trầm luân. Mà cái chỗ này Đức Thầy xuống đây chỉ dạy trở về cái tâm thanh tịnh, một là phương pháp niệm niệm Phật, mà Đức Thầy nói niệm Phật là trừ được cái vọng niệm chúng sanh, mà chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, bởi niệm mà tâm vọng động, tâm ham muốn đủ thứ thì cái tâm này đó là niệm niệm mà mê lầm. Còn niệm tới nhất tâm bất loạn, mà thử thời làm được kiếm ít hiếm được cái người niệm tới nhất tâm. Nhất tâm là chỉ có một câu niệm Phật chứ không còn cái gì nữa hết, thì chỗ này mới gọi là nhất tâm. Bởi vì vọng tâm nó khởi đủ thứ, còn cái chân tâm thì nó chỉ có một thôi. Mà Đức Thầy nói ta bà thế giới sắc không có một màu, chỉ có một màu một thôi, mình chạy theo nhiều màu phân biệt đủ thứ, cái chỗ này nó lộn xộn. Thì ở đây năm được chỉ gợi lên cái ý là muốn trở về Phật thánh tiên đó, là trở về cái tâm thanh tịnh, mà niệm Phật nó đi đến tự chỗ nhất tâm bất loạn, này nó được thanh tịnh. Mà tìm kiếm cái người mà nhất tâm thì rất khó, không thấy. Thì chỗ này năm được nói thì nói chứ cũng chưa được nữa quý vị, mà mình biết hiểu biết đang tập tập mà làm. Thì qua sự đóng góp năm được có thấy cái chỗ của mình hiểu biết nói lên gì, năm được cũng xin đến đây cũng xin tạm dừng, cũng xin gửi cái biết lại hồi nãy chú Hồng Hoa ấy, chú Tư có gửi lại cho anh Si, giọng khàn là chắc chú Toan Ngô quá. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Năm được xin đảnh lễ chào kính lễ Đức Phật và Đức Thầy và xin chào quý vị trên gum. Kính thưa quý vị, trước khi ngâm lại cái bài cho ông chính diệm tức Nguyễn Kỳ Trân ở làng Định Yên, Long Xuyên, anh Năm Được cũng có đôi lời. Chú Ngô ơi, cái nạp luận đạo cũng là Phật Pháp mà thời sự cũng là Phật Pháp. Quan trọng nghe mà đừng chấp thì chỗ đó là Phật. Chú nói lên cái bình luận của thời sự để cho bên Việt Nam biết chứ Năm Được không gài, máy bắt vô không có được, bị đứt cấp quan rồi bảo gì cũng không nghe được, không biết gì luôn. Mà chú nói lên để cho mọi người nghe nhận thức được là cái sự chiến tranh nó sẽ khổ đến như vậy, đặng mà lo niệm Phật. Cái này cũng là Pháp nữa quý vị, chứ không phải mà nói là thời sự. Thời sự cũng là Pháp nữa. Vì vậy nói lên để cho người ta tu, người ta niệm Phật. Cái chỗ này rất là tốt luôn, chứ không có gì mà quý vị đừng có chấp vào nó Pháp mới được. Chỗ Pháp là chỗ nào cũng Pháp chứ. Bị người ta chửi mình cũng là Pháp nữa. Mà mình nghe mình người tâm mình không có dướng mắt. Bởi cư trần bất nhiễm là chỗ này đó. Thì Năm Được chỉ nhắc nhở tí gì thôi. Nói, có người lên chê chú Ngô sao mà giờ này nói giờ nào cũng vậy, nói Phật Pháp là nói được cho mấy anh sợ, mấy anh biết là mấy anh lo niệm Phật. Đặng chi đời nó tới, đợi không tới là thầy Phật mới xuống đây dạy hả. Nhưng chẳng có mấy khi như mới nói rồi quên rồi, thầy chỉ cái chữ khổ nó đến, đặng chỉ mình niệm Phật, đặng tu tu là niệm Phật chứ không có gì. Bị gì lo niệm Phật biết là nó quên luôn, không biết gì trơn. Thì chỗ này mới tới nhất tâm bất loạn, mới thấy cuộc đời nó thân này nó không thật. Cái chỗ mà niệm tới nhất tâm mới biết được chỗ này, còn chưa nhất tâm nó còn lộn xộn lắm. Mà tâm thanh tịnh thì chỗ nào Năm Được cũng nói là chỗ nào cũng Pháp hết. Thì thôi Năm Được cũng có đôi lời, rồi xin ngâm lên cái bài cho Nguyễn Kỳ Trân. Quan trọng nghe mà đừng chấp là chỗ này là Phật đó quý vị, chỗ này là Pháp đó. Mà cái nào cũng Pháp, chẳng bị tám vạn bốn ngàn pháp môn quý vị ơi. Nghe không dứng mắt là chỗ này, mà nghe mà mình lo mình sợ là niệm Phật là quý đó. À, thôi Năm Được cũng xin bắt đầu từ mình không còn câu hỏi để đọc sám giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Đường xa ngàn dặm cù sáng thăm, nghe đạo quyền di cảm kích thầm. Cô tưởng ước mơ đời thành trì gan tâm nhì hoài vòng mi điệu xa xăm. Nồi giống lạc hồng nai ở Nam Bang vui thu bụi đồng tâm. Ông ơi hài răng tìm mìa chân lý, khác thể thần tiên thâm nhạc âm. Nhạc âm châu dò cuộc phong thần tạo bất chính nam ai nước dân. Treo sợi xích thần chờ dẫn đến, cột dây ngọc đai đợi người ân. Thiên công lắc lèo sao lâu qua,
phủ trở triều lấp mắt trần. Tôi ấy mà mang nhờ đức cả giống dòng đo âm bớt trần thân. Được ma diệu vời cảm tình ông vậy mới mở mang giống lạc hồng. Nói chỉ thánh hiền tìm cội cụ theo gương Phật tổ thấy non sông. Hồ Thiên Ngọc ẩn chờ quý kiên trì địa Kim Sơn đến cõi bồng. Hai ráng sưu tầm cho rạch ngay lý một ngày hòa hiệp hết còn mong. Còn mong cho gặp hội mây rồng sắp mà đến đi bước đường lâm nẻo trong quân tử tùy thời hơi xúc bước tiểu nhân ý sức mạnh phá sông. Khôn thai dân sự người cao thấp đau đớn thân hèn kẻ tiếc. Và luôn ai hoài than thở chút lòng lo dương thế bắt cùng ngóng. Cùng ngóng cứu Phật nghi quá thêm mà nồng thấy chúng ở đời này những ước mong. Trời đình nhân tâm quy nhất thông mà đặt xoài vật dùng một không. Diệu âm bát chánh lời truyền giáo xa thẩm tứ đề tiên dục ông. Bởi hời lạc hồng nhà mau lượng xét
chân phong gió hết chờ trong. Xà no năm canh thình, Nam mô A Di Đà Phật. Hà Nam được vừa ngâm hết bài cho ông chính diệm tức Nguyễn Kỳ Trân ở làng Định Yên Long Xuyên. Đến đây cũng xin tạm ngừng, xin mời kế tiếp Huynh Hồng Quang. Nam được xin gửi biết lại.